Ai, xin chào mọi người. Tối nay thì đổi giờ 8 một tí xíu. Xịt ít khoáng Viva cho nó tươi trẻ. À, mọi người đợi thì xe lên trang cá nhân tí xíu nha. Hôm nay có nhiều thời gian nên thong thả. À, chủ đề hôm nay là một chủ đề Xin chào mà mọi người. Đợi thì xe lên. rất là nhiều cha mẹ quan tâm. Vì là thứ hai này phải đi học rồi đó, cho nên là rất là nhiều nỗi niềm đây, và nỗi niềm này cũng không của riêng ai đâu Hôm nay có ạ. nhiều thời gian nên thong thả. Bật lên thì nó lại có tiếng. Ok, người đợi cho vài giây nhá. À, chúng ta có suy nghĩ gì về chủ đề này? Xin comment dưới phần chat cho Thúy đọc, Thúy chia sẻ với mọi người nhé. Chuyện con đi học, có nhà nào đang tâm tư giống như là nhà Thúy và ba gia đình khác không? Hôm nhà trường của con Thúy khảo sát là có đồng ý cho con đi học không? Thì lúc đó thì trong khu nhà Thúy thôi, ba đợt dịch trước, mấy đợt dịch trước đều không có ai bị F0 cả. Nhưng đợt vừa rồi đến 3-4 nhà, cả nhà bị luôn. Thì thấy là không yên tâm lắm và đánh vào cái phiếu khảo sát là không đồng ý cho con đi học. Nhưng sau đó thì chủ nhật nhà trường vẫn họp phụ huynh, và dù là không biết là tỷ lệ bao nhiêu người đồng ý cho con đi hay không, nhà trường vẫn yêu cầu là phải đi thôi. Và thấy là ở trong một cái thế là không thể không đi rồi, nên là thôi vui vẻ đi. Ok, thứ hai này chuẩn bị sẵn sàng quần áo, trang phục, sách vở là con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. À, vừa là háo hức cho con đi học và các con nó cũng háo hức đến trường gặp bạn bè, nhưng đúng là cũng rất là nhiều nỗi niềm. À, F0 thì sao, rồi sợ nhất là cứ có F0 thì lại bắt đầu nghỉ cả trường, thì liệu có nên đến trường hay không, hay là lại chỉ gia tăng thêm cái tâm lý tiêu cực, căng thẳng mệt mỏi cho các con hơn. À, đây cũng là một câu hỏi mà rất là nhiều người đặt ra, và phụ huynh nào cũng lo điều này đúng không ạ? À, Thúy xin cập nhật một số cái câu chuyện tin tức gần đây nhất nha. À, Thúy sẽ chụp lại màn hình của một số phụ huynh là có nhiều nỗi niềm lắm ạ. Đây có một ở trên trang của anh Nguyễn Thiện có trích dẫn một bài đăng trên báo Thanh Niên, một trường ở Hà Nội là có buổi đầu tiên đi học là chỉ có ba bà học sinh đến trường thôi, buổi thứ hai là chỉ có 9 em đó, rồi là cái số mà khảo sát mà phụ huynh đồng ý cho con em trở lại trường chỉ có 9 trên 681 học sinh khối 12, tức là khối 12 là lớp cuối cấp đấy nha, mà cũng chỉ có 9 trên 681 phụ huynh đồng ý thôi. Đấy, nhưng mà cuối cùng là quyết định vẫn vẫn đi học trở lại, rồi khi mà có một em F0 thì lại nghỉ hết. Thì đó là một cái vấn đề mà đang xảy ra ở một số địa phương. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì Thúy cập nhật tin tức mới nhất nha. Đó là bài báo của nhà báo Hoài Nam trên báo Dân Trí. À, có những cái quan điểm của thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta cần lưu tâm. Đây, Thúy xin đọc cái quy định của thành phố Hồ Chí Minh nha. Thúy là con đang học lớp 9 nên cũng là năm cuối cấp đấy. Và hai đối tượng năm cuối cấp là lớp 9, lớp 12 là đối tượng mà cần phải đi học theo quan điểm của các trường cũng như là sở giáo dục. Đây, thành phố Hồ Chí Minh thì có quan điểm là sẽ không đóng cửa trường khi có F0. Theo hướng dẫn tạm thời phương pháp kiểm soát dịch COVID-19 á, tại các trường của Sở Y tế đó, thì trường sẽ không đóng cửa khi có F0, mà sẽ thứ nhất là F0 sẽ được đánh giá tình hình sức khỏe để có hướng điều trị kịp thời này. Rồi lớp có F0 thì sẽ ngưng tiết học đó để vệ sinh này, và sẽ kiểm tra toàn bộ học sinh và giáo viên có mặt tại lớp để mà xét nghiệm nhanh rồi theo dõi. Các lớp khác thì học bình thường. Rồi trường hợp 2F0 trở lên thì có thể những hai lớp cạnh nhau sẽ phải xét nghiệm này. Rồi hai lớp cùng tầng thì cả tầng xét nghiệm này. Rồi những cái quy định liên quan thì cứ mở rộng dần như vậy. Đó. Và riêng khối mầm non nhà trẻ thì nếu có một ca dương tính á, F0 á, thì sẽ cho toàn bộ học sinh cách ly tại nhà theo quy định. Đó, chúng ta thấy khá là phức tạp không? Và nhiều trường học đang rất rất là lo ngại, vì là khi mở cửa trường thì họ sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều thứ, từ vệ sinh phòng dịch cho đến tất cả mọi thứ phải 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 chuẩn bị, chứ không chỉ đơn giản là đóng hay mở cửa trường đúng không ạ? Rất kéo theo rất là nhiều những cái vấn đề như là chuyện dạy, chuyện
an toàn dịch, rồi chuyện ăn, những cái hoạt động sinh hoạt trong nhà trường, tất tần tật của giáo viên, của phụ huynh, của học sinh, của cán bộ công nhân viên nhà trường, nó kéo theo trong vấn đề của một trường học. Và phụ huynh thì cũng có quá nhiều nỗi niềm, con mình đi liệu yên tâm hay không. Thì đó là thí điểm nhanh cái tâm trạng trên thực tế cũng như là trên báo chí. Vậy thì chúng ta nên ứng phó với tình huống này như thế nào? Quan điểm của Thúy là chúng ta không phản ứng mà chúng ta ứng phó. Ứng phó là chúng ta sẽ có cân nhắc, tính toán và có phương án tốt nhất cho các con của chúng ta. Không ai lo cho con mình bằng chính mình, đúng không ạ? Mà cũng không ai chuẩn bị tốt cho con mình bằng chính phụ huynh đâu ạ. Chúng ta cũng cần phải sự hỗ trợ của nhà trường và các cơ quan chức năng. Nhưng chúng ta hãy chủ động với sự an toàn của con, niềm vui của con. Trước hết là Thúy phân tích một chút về cái lợi của đi học lại. Cái lợi của đi học lại có rất nhiều. Thúy hôm nay có một bạn cùng lớp mà tham vấn tâm lý với Thúy ở Y Phạm Hồ Thạch đã gửi cho Thúy cái tin nhắn của phụ huynh là than là con ở nhà quá lâu rồi. Bây giờ thật sự là cần đưa con đi giao tiếp với xã hội và ra ngoài rồi. Chứ nếu không thì cảm thấy không ổn lắm. Và đây đúng là sự thật đó. Cho nên nếu như mà các em ở nhà lâu dài thì có rất nhiều vấn đề, kể cả về không chỉ là chuyện vận động, không chỉ là chuyện giao tiếp, mà là chuyện mất cân bằng trong cái cảm xúc của các con, cũng như là mất kết nối với cái cách học, cách chơi, cách giao tiếp mà trước đây các con đã quen thuộc. Thì khi các con hội nhập trở lại thì nó càng muộn thì sẽ càng khó khăn. Cái tâm lý của một số em thì rất là mong đến trường để gặp bạn bè, vì ở nhà lâu cũng chán rồi, bốn bức tường cũng chán rồi. Nhưng rất tiếc lại là số đông hơi cũng khá nhiều đấy. Trong cái khảo sát nho nhỏ của Thúy thì thấy khá nhiều em lại muốn ở nhà, vì các con là quen học online rồi, quen vào mạng rồi, quen chơi rồi, quen chủ động ở nhà rồi, quen mọi việc là không cần phải di chuyển, không cần phải đến. Nhất là những em tuổi teen á, là cũng cái số mà thích ở nhà nhiều hơn. Còn trẻ nhỏ hơn có thể là thích đến trường gặp thầy cô nhiều hơn. Nhưng mà quả thật là cái lợi là các con được đến trường, được quay trở lại với nhịp cái cách học mà trực tiếp sẽ có lợi trong việc ôn tập cũng như là hướng dẫn cũng như là kèm cặp của giáo viên hơn, nhất là với các em cuối cấp và đặc biệt là với trẻ lớp 1 cũng có rất là nhiều những cái lợi nếu mà có giáo viên trực tiếp tại lớp. Cái lợi là lợi về mặt là hướng dẫn học tập trực tiếp có hiệu quả hơn. Nói gì thì nói, học online là một xu hướng tất yếu, nhưng mà cái hiệu quả cho đến nay vẫn chưa thể là thay thế được học offline. Học online vẫn có những ưu thế riêng và rất nhiều những cái trường hợp học sinh và giáo viên ở nhiều nơi, ở nhiều trường là cái cách học online chưa hiệu quả lắm, nên là nhiều phụ huynh cảm thấy rất lo lắng khi mà con mình bị hỏng kiến thức, rồi cái cách dạy và học cũng không phù hợp, nên nhiều khi cũng có những cái nhiều vấn đề trong việc là tiếp thu kiến thức cũng như là vấn đề làm bài, kiểm tra, thi của các con, nhất là những em cuối cấp và đầu cấp. Thì đấy là một cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai là thật sự các con cần được giải tỏa tâm lý. Ở nhà lâu trong bốn bức tường, rồi chỉ giao tiếp với máy tính, chỉ vào mạng tối ngày, đôi mắt của các con đang có dấu hiệu là gia tăng cái tỷ lệ là bị những cái cấu tật về mắt, gia tăng những cái bệnh về mắt rồi. Báo chí đã thông tin và các bác sĩ về mắt cũng đã cảnh báo tỷ lệ trẻ đến khám mắt trong giai đoạn vừa qua là gia tăng, là trẻ phải đo lại kính cũng khá là nhiều. Thì đó là cái mà liên quan đến thể chất của trẻ. Rồi trẻ ít được ra ngoài giao tiếp cũng là một cái nguy cơ giúp cho các em, nó làm cho các em mất kết nối và mất đi cái thói quen giao tiếp, mất đi cái liên kết với bạn bè, với thầy cô, với trường lớp, với xã hội. Và khi mà chúng ta cho trẻ trở lại trường thì giống như là chúng ta thả cá về với nước vậy. Cho nên với những em mà thích hướng nội, thích giao lưu, thích trò chuyện, thích bạn bè thì đây là một cơ hội tuyệt vời để các em quay trở lại nhịp sống. Tất nhiên là sẽ có khó khăn đến một số em quen ở nhà, thích ngồi một mình trong phòng học hơn là thích giao tiếp trực tiếp. Chúng ta cũng phải chú ý đến đặc trưng tâm lý của từng nhóm học sinh khi mà chúng ta cho con em trở lại trường. Và mỗi phụ huynh cũng phải quan sát cái tâm sinh lý của con mình. Có lẽ đây trong 1-2 ngày tới là cái lúc mà chúng ta phải chuẩn bị trò chuyện với con về chuyện đến trường như thế nào đấy, để tìm hiểu tâm tư của các con và cũng để có các lo ngại gì thì hóa giải cùng các con và động viên các con. Vì cái chuyện đến trường là chuyện quyết định chung rồi. Phụ huynh chúng ta được khảo sát nhưng thực ra chúng ta cũng đâu có được quyết định cái việc có đến trường hay không đâu. Đúng là chúng ta phải tuân thủ quy định chung, đúng không ạ? Cho nên nói gì thì nói, nó có hai cái lợi liên quan đến việc học và việc tâm lý của con. Và Thúy mong là
cha mẹ sẽ ứng phó với chuyện này bằng cách là cái gì không thay đổi được thì phải chấp nhận thôi, và chấp nhận thì chúng ta có giải pháp, đúng không ạ? Đó, thì hãy nhìn vào cái mặt tích cực của vấn đề để mà cảm thấy vui trở lại. Còn thêm một cái tích cực nữa là cha mẹ sẽ yên tâm rằng con đến trường thì chúng ta không có phải lo cái chuyện con ở nhà, mình thì đi làm. Rất nhiều cha mẹ mà con học online nhà trong khi bố mẹ phải đi làm là rất khó kiểm soát, rất khó biết là con có học hay không, có vào mạng làm cái gì đó mà không phải học hay không. Cái trường hợp mà học online xong là giả đò có mặt thôi rồi ngủ cũng khá là nhiều, và rất nhiều phụ huynh trong giai đoạn này là phải đi làm rồi, không có ai lo cho con hết, thì cái chuyện quay trở lại trường cũng là một cái tin vui của nhiều phụ huynh, đúng không ạ? Nhiều phụ huynh mong lắm. Đó, mặc dù cũng lo là cái sự an toàn của con, nhưng mà quả thật là cũng chỉ mong nó ổn định thôi để con đến trường sớm. Tôi tin rằng phụ huynh nào cũng mong là ổn định dịch để con đến trường sớm. Thì đấy là cái thuận lợi nha. Tôi chưa kể hết được những thuận lợi, đúng không ạ? Các bạn comment giúp tôi xuống phần chat với. Chắc còn nhiều cái thuận lợi nữa, đúng không ạ? Chúng ta hãy lạc quan và nhìn vào mặt tích cực vấn đề đã. Rồi bây giờ chúng ta nhìn những cái mặt bất lợi. Đó, đúng rồi, chị Hà Thúy Anh nói đúng ạ. Cái quy định chung rồi thì chúng ta không thể thay đổi được. Giống như là có mỗi mình con mình một đòi ở nhà sao được khi mà cả trường cả lớp đều đi, đúng không ạ? Mà con mình nó không muốn khác người như vậy, con mình nó không muốn ở nhà khi bạn bè đến lớp. Cho nên là đây là cái quy định chung rồi, thì chúng ta phải tuân thủ thôi. Và chúng ta thay vì phản ứng thì hãy ứng phó để mà chuẩn bị tốt cho con mình trong điều kiện không thể thay đổi, đúng không ạ? Đó. Rồi chúng ta cũng nhớ rằng tình huống này nó sẽ có thể tiếp tục mà thay đổi đấy, chứ không phải chỉ là bây giờ đi học rồi mừng quá, mọi thứ là chút bỏ nỗi niềm rồi, yên tâm rồi. Cha mẹ như là gọi là như cái mùa giãn cách trước ấy, khi con đi học cha mẹ nói là bây giờ mình đi ăn Tết đi, mình đi liên hoan đi. không đến mức lạc quan đến thế, đúng không ạ? Vì tình hình dịch thực sự là chưa ổn. Bây giờ chúng ta nhìn đến cái mặt bất lợi nha. Quả thật là có rất nhiều nỗi lo của phụ huynh. Lo thứ nhất là cái sự không an toàn. Rõ ràng là như ở thành phố Hồ Chí Minh đi, là cái tỷ lệ F0 đang gia tăng, và thậm chí là có hiện tượng là rất nhiều F0 là không báo cáo. Cho nên những con số F0 là chúng ta không biết được sự thực là bao nhiêu đâu. Và xu hướng là sống chung với dịch, cho nên là tiến tới là sẽ không nói số lượng F0 nữa, mà chỉ nói là số lượng hồi phục, rồi để mà chúng ta tiến tới một trạng thái bình thường mới và thích ứng với dịch, để mà chúng ta vẫn có sinh hoạt, làm ăn, học tập, mọi thứ bình thường. Thực ra tôi cũng rất mong điều đó. Chúng ta không nên quá trầm trọng hóa dịch bệnh, không nên sợ hãi dịch bệnh. Nó cũng là những cái loại mà bệnh như bao nhiêu bệnh khác thôi, và chúng ta chỉ có cách là phòng ngừa rồi nâng cao sức khỏe để chúng ta vượt qua nó. Chứ chúng ta không thể cứ mãi là trốn khỏi dịch bệnh được, đúng không ạ? Chúng ta không thể giãn cách ở nhà mãi được. Nên đó là việc mà chúng ta sớm hay muộn phải làm thôi. Tôi tin rằng các địa phương mà mới có chút dịch thôi mà lo ấy, thì xin hãy nhìn vào tình hình của Sài Gòn để mà thấy là không có gì đáng lo hết. Tôi nói một cái tin vui trước khi nói những cái bất lợi nha. Đó là tôi quan sát thấy là trong 2-3 tuần nay, bạn bè của tôi, hàng xóm của tôi, người thân của tôi bị Covid là rất là nhanh khỏi thôi. Vài ngày, sốt vài ngày là khỏi. Tập thể dục này, dùng thuốc đúng cách này, rồi giữ tinh thần lạc quan này. Đó, ba cái yếu tố là rất quan trọng. Ngoài ra những cái biện pháp của đông y như là xông, rồi uống nước chanh, rồi uống những một số cái thuốc theo kiểu của Tây, Đông Tây kết hợp đó. Thì tôi thấy là mỗi người có một cách khác nhau, nhưng rõ ràng là họ đã khỏi và khỏi rất là nhanh. Không có gì cả. Có lẽ là cái số mà bị nặng hay là bị không may thiệt mạng là vẫn còn. Chúng ta thấy vẫn có cái tỷ lệ người mất, nhưng mà ít đi, giảm đi rất là nhiều. Đa phần mọi người đã tiêm 2 mũi rồi thì tỷ lệ nó rất là nhẹ nhàng thôi. Tỷ lệ bị nhiễm và tỷ lệ khỏi là nó khác xa ngày xưa rồi. Nên tôi có cái sự lạc quan rằng là dần dần mọi người sẽ coi nó như một cái bệnh cảm cúm thôi. Và khi chúng ta khỏe mạnh và chúng ta biết cách vượt qua nó, biết cách điều trị nó, thì chúng ta không có đáng sợ đâu ạ. Chỉ sợ những người già, những người có bệnh nền thì vẫn là đáng lo, đúng không ạ? Cho nên là cái tin vui là chúng ta không có phải quá sợ dịch như cái thời đầu dịch nữa. Giờ tâm lý mọi người ở Sài Gòn chúng tôi là thoải mái lắm rồi, không có đến mức phải sợ hãi nữa. Vì sợ hãi chính là cái tâm lý nguy hiểm nhất làm cho chúng ta suy giảm hệ miễn dịch đi ạ. Cho nên hãy lạc quan lên, chúng ta sẽ vượt qua được. Nếu chúng ta đủ khỏe mạnh, chúng ta đủ lạc quan, chúng ta có những phương thức chuẩn bị sẵn, chúng ta học hỏi những người đã khỏi F0, kinh nghiệm rất nhiều, và chúng ta có thể là tích lũy dần đi. Khi mà trong trường hợp người nhà mình bị hay mình bị, thì mình chủ động, mình vượt qua thôi. Đó, cho nên là cái việc mà trong trường hợp có đi học lại mà bị F0 thì cũng không có gì đáng sợ cả, đúng không ạ? Tôi có niềm tin vào việc đó. Và chúng ta thấy là phải sống chung với dịch thôi, và không có phải sợ nó, mà tìm cách
ứng phó với nó mà thôi. Thế còn cái bất lợi khi mà học lại là gì? Cái sự không an toàn của con khi mà con bị F0 rồi về lây cho cả nhà là có. Nhất là người nhà của chúng ta có người ốm, có sẵn bệnh nền, có người già, có trẻ em thì cũng hãy phải hết sức cẩn thận điều này. Vì rõ ràng các con đi là không tránh khỏi. Nhưng bác sĩ Khanh của Thành phố Hồ Chí Minh là bác nói là chỉ có không xét nghiệm thì mới không có F0 thôi. Chứ còn rõ ràng là trẻ đi học là sẽ kiểu gì có trường, có lớp cũng sẽ có F0. Tình trạng này là đương nhiên. Nên tôi rất là mừng khi Thành phố Hồ Chí Minh quyết định rằng là chỉ một F0 thôi thì chỉ có lớp xử lý phòng dịch trong lớp đó thôi, chứ không nhất thiết là phải bắt cả trường phải nghỉ học. Rất là mừng. Cho nên một số địa phương cũng đang hơi lo lắng quá về tình hình bệnh dịch. Thì tôi mong rằng từ chính quyền cho đến người dân cũng hãy xét sức bình tĩnh. Hãy học kinh nghiệm từ Thành phố Hồ Chí Minh ạ, để mà chúng ta có một cái tâm lý thoải mái hơn. Cẩn thận nhưng mà không có sợ, không có rối lên và cũng không có những cái quyết định mà làm ảnh hưởng đến số đông. Vì cái tâm lý mà các con vừa đi học xong lại phải ở nhà là bất an lắm. Ngừng có F0 một cái là ngừng xét nghiệm rồi ngừng học để xét nghiệm, ngừng học để khử khuẩn, ngừng học để ở nhà cách ly là các con rất là rối đấy. Cha mẹ còn đang rối, người lớn còn đang rối thì làm sao trẻ không rối được, đúng không ạ? Nó rối tung cả lên và như vậy nó rất là căng thẳng về tâm lý và điều đó chỉ gây bất lợi cho các con thôi. Phụ huynh cũng lo, giáo viên cũng lo, nhà trường cũng lo, các con cũng lo, thì vậy có nên không? Thì đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều phụ huynh băn khoăn. Và cho đến ngày thứ hai tới chúng ta xem là tỷ lệ trẻ đến trường thế nào chúng ta mới biết được. Nhưng mà như cá nhân tôi là tôi sẵn sàng tự tin cho con tôi đến trường. Tôi hướng dẫn cho con phòng tránh 5K thật là tốt. Rồi trong trường hợp xấu nhất là bị thì mình sẽ cùng nhau vượt qua thôi. Mình chuẩn bị sẵn rồi. Thuốc rồi tất cả các biện pháp từ tâm lý cho đến y khoa cho đến đông y tây y là có hiểu biết và có sự chuẩn bị rồi. Thì đâu có vấn đề gì lắm đâu, đúng không ạ? Rồi các trường hiện nay cũng đã chuẩn bị phương án rất là chu đáo. Tôi thấy trường con tôi chuẩn bị rất là kỹ, dặn dò phụ huynh là không có đưa con đến trường quá sớm, dặn các cháu là không có tụ tập, mang mỗi con mang theo chai nước riêng, mỗi con có nước rửa tay, khẩu trang, rồi dặn phòng ngừa. Nhưng cũng may là các con của chúng tôi cũng lớn rồi nên yên tâm, lo nhất là các bạn nhỏ thôi. Thì 13 tháng 12 này là các con lớp 9, lớp 12 đi, thì cái chuyện là các con chủ động được, các con tự phòng ngừa được là tôi có niềm tin. Khi phụ huynh nào cũng giúp các con có kiến thức và trường nào giáo viên cũng như nhà trường có cái sự cẩn trọng, có cái sự làm việc nghiêm túc với các con và với phụ huynh trước thì không có gì đáng ngại cả. Nên đấy là một biện pháp ứng phó đầu tiên, là chúng ta cung cấp kiến thức đầy đủ, chúng ta chuẩn bị chu đáo để các con đến trường trong một cái sự vui, lạc quan nhưng đồng thời cũng có sự cẩn thận, có sự phòng ngừa. Và cũng phải dặn dò các con trước là trong trường hợp lớp con có F0 thì con cứ bình tĩnh và thoải mái thôi. Chuyện này là chuyện hết sức bình thường, giống như một loại bệnh cúm mà nó lây thôi. Và trong trường hợp có thì con có thể cùng bố mẹ, cùng các con sẽ vượt qua. Thì chúng tôi cũng đã nói chuyện với các con và các con đi học với một cái sự rất là thoải mái. Nên tôi mong rằng là các quý vị phụ huynh hãy cùng con nhìn cái mặt tích cực của vấn đề và hãy giúp con chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị những kỹ năng, chuẩn bị những phương tiện đầy đủ để khi các con đi học các con thoải mái hoàn toàn và cũng có dự phòng trước cho các con là lớp sẽ F0 thì sao, trường sẽ ra F0 thì sao. Cũng phải chuẩn bị tinh thần luôn là có thể đi học vài ngày lại nghỉ đấy, không sao cả. Tôi đã từng chia sẻ với rất nhiều giáo viên nhiều tháng qua là online offline là song hành trong thời gian này và sau trong tương lai nữa. Online offline luôn luôn là song hành đấy ạ, chứ không phải chỉ là vấn đề dịch đâu. Cho nên sẽ có lúc các con học online, sẽ có lúc các con học offline, con hãy thích ứng với cả hai đi. Chứ đôi khi để trẻ ở nhà quá lâu chỉ học online thôi, nó cũng sẽ mất đi một số cái kỹ năng học offline rất là cần. Ví dụ như tôi là giáo viên đi, mấy nữa mà đi dạy online, offline trở lại là tôi cũng cảm thấy là không biết mình có thoải mái như cái hồi xưa mình đi dạy offline liên tục không. Bây giờ mình quá quen với online rồi, mình dạy 2-3 năm nay rồi, rất thoải mái và rất là vui rồi. Đó, cho nên là trẻ cũng thế. Nếu mà để trẻ quen quá lâu với một loại hình nào đó thì có thể những cái cách cũ nó sẽ bị mai một và nó sẽ ảnh hưởng đến cái nề nếp, đến cái cách học, cách sinh hoạt của con. Nên khôn ngoan nhất là mỗi phụ huynh hãy dạy con cách dạy, cách học online và offline. Các thầy cô hãy dạy các con là cả online và offline và sẵn sàng tâm lý là lúc nào online, lúc nào offline, bất kỳ khi nào các con hoàn toàn là có thể là thích ứng được. Nên tôi mong là buổi đầu tiên đến trường, thầy cô, cha mẹ hãy ổn định tâm lý cho các con trước, chưa học gì cả. Buổi đầu tiên là nguyên tắc dạy, nguyên tắc an toàn, ổn định tâm lý, hướng dẫn cách học online, offline và sẵn sàng cho tình huống là hôm nay online, ngày mai offline. Có nhiều trường hiện nay là đang theo phương án là 2-3 buổi online, 2-3 buổi offline.
thì tôi cho rằng như thế là vừa là hợp lý, vì trẻ cần có quá trình thích nghi. À, chứ nếu mà chuyển hẳn từ online sang offline hay chuyển ngược trở lại một cách đột ngột á, người lớn chúng ta thích ứng còn khó chứ đừng nói là trẻ. Nên tôi rất mong là phụ huynh, gia đình, nhà trường cũng như là thầy cô quan tâm đến cái cân bằng tâm lý cho con. Đó mới là quan trọng nhất. Và đó cũng chính là cái liều thuốc để các con vượt qua được nếu trong trường hợp các con bị F0. À, cái đó là một cái rất là quan trọng mà tôi nhấn mạnh. Ngoài ra cái kỹ năng học tập online và offline và dự phòng thay luân phiên nhau để online offline trong thời gian từ nay về sau, chứ không phải là chỉ dịch nha. Chúng ta hãy chuẩn bị cho con một cái tâm lý là, cho giáo viên một cái tâm lý là online offline là song song tồn tại từ nay về sau, chứ không phải chỉ là dịch ạ. Dịch bệnh chỉ là một cái cơ hội để chúng ta thay đổi cách thức học, cách thức dạy cho phù hợp hơn với thời cuộc mà thôi. Nhất là giai đoạn của Internet phát triển như thế này, nguồn học liệu dồi dào như thế này, và thầy cô đang đa dạng hóa các phương pháp dạy học online và offline như thế này, thì hãy tận dụng cả hai lợi thế của online và offline. Và tôi tin rằng là cái việc đi học trở lại ấy, nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Nó đừng, xin đừng gây áp lực cho các con, cũng đừng gây áp lực cho giáo viên. Hãy coi cái chuyện đến trường rồi sau đó lại nghỉ online khi cần là chuyện hết sức bình thường. Và trường nào mà đo luân phiên giữa hai loại hình đó, và xem cái chuyện này nó hết sức là đơn giản đó, thì chính là làm cho cả phụ huynh, cả các con và cả giáo viên cảm thấy yên tâm hơn, lạc quan hơn, tin tưởng hơn. Và cái sự chuẩn bị về kiến thức, về kỹ năng để mà thích ứng với môi trường online hay offline khi có dịch ít hay nhiều, nó sẽ mang tính chủ động hơn và thoải mái, tự tin, cũng như là có một cái sự chu đáo trong cái cách thức mà chúng ta tiếp cận với cái môi trường, hoàn cảnh. Thực ra chúng ta không hề biết được tháng sau, tuần sau như thế nào đâu ạ. Từ giờ đến Tết chuyện gì xảy ra, rồi sang năm dịch thế nào, không ai có thể dự phòng được cái tình hình này. Chỉ là chuẩn bị kỹ năng để ứng phó thôi. Nên quan điểm của tôi là mong nhà trường cũng như là phụ huynh hãy quan tâm đến cân bằng tâm lý cho con và chuẩn bị những cái kỹ năng học cũng như là tâm lý cho con càng kỹ bao nhiêu thì càng tốt. Và càng làm cho vấn đề nó đơn giản hóa đi thì càng tốt. Đừng có quá căng thẳng cái chuyện là con đi học thì sẽ mất an toàn như thế nào. Tất nhiên là với cấp học nhỏ thì có nhiều điều phức tạp hơn. Tôi xin phép là trong chương trình ngắn thế này thì tôi không có bàn hết được tất cả các cấp học. Nhưng mà tôi chỉ nói với cái đối tượng mà cuối cấp như lớp 9, lớp 12 mà sắp phải đi học mà đầu tuần tới, thứ hai tới, thì tôi có vài lời tâm sự với các phụ huynh, các giáo viên như vậy, với tư cách là người trong cuộc thế ạ. Tôi cũng có con thứ hai này phải đi học, một cháu học đại học thứ hai đi, một cháu học lớp 9 cũng thứ hai đi, thì tôi có một vài cái chia sẻ như vậy. Còn với cấp học nhỏ hơn thì xin phép là tôi không có bàn vì tôi không có đủ thời gian, và chúng ta cũng phải xem là vài tuần tới mọi chuyện như thế nào đã. Nhưng tôi cho rằng dù ở cấp độ học nào, dù ở cấp tuổi nào, thì các con cũng cần được sự vững vàng về tinh thần. Và điều này đến từ việc người lớn có yên tâm không, người lớn có thoải mái không, người lớn có chuẩn bị chu đáo không, chứ không hẳn là bản thân các con dối đâu ạ. Đôi khi phụ huynh dối, phụ huynh lo mới làm cho các con gia tăng cái nỗi lo đấy ạ. Nếu phụ huynh cân bằng tâm lý trước thì các con cũng sẽ được hỗ trợ để mà cân bằng tâm lý tốt hơn. Rất mong các quý phụ huynh quan tâm trước hết đến sự an toàn của con, không phải chỉ là về mặt có lây hay không có lây, mà quan tâm đến sự an toàn về mặt tâm lý cho con. Đấy mới là điều mà tôi xin nhấn mạnh trong chương trình hôm nay. Còn sự chuẩn bị như thế nào cho các cấp học khác thì tôi không dám bàn, chỉ là nói đến các cấp học lớp 9 và lớp 12 mà thôi. Dạ, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, và ai có ý kiến hay chia sẻ với các phụ huynh, mong các giáo viên, các phụ huynh quan tâm chương trình này, hãy comment xuống phần chat để mà chia sẻ cái tâm tư của mình với mọi người, chia sẻ giải pháp của mình với mọi người, chia sẻ cái cách ứng phó của mình với mọi người liên quan đến chuyện con mình đi học, trò mình đi học, quay lại trường thế nào. Mỗi trường chắc chắn sẽ có một cái giải pháp riêng, mỗi thầy cô có biện pháp riêng, mỗi phụ huynh cũng có những cái bí quyết để làm cho con mình có một cái đời, có một cái sự chuẩn bị chu đáo. Rất mong các quý phụ huynh cùng chia sẻ nha. Chứ cá nhân tôi chỉ xin phép chia sẻ một vài điều nho nhỏ từ góc nhìn cá nhân, từ cái tâm tư tình cảm của người trong cuộc thôi, chứ tôi không dám lạm bàn sâu hơn. Dạ, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.